Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ bấm like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một trận đấu góp nhận 0.02 BNB từ một cái ví TrueStats nha các bạn. Thì để tham gia giải hôm nay, các bạn cần link mô tả dưới video mình, các bạn đăng ký một cái tài khoản nha các bạn. Các bạn bấm vào sign up nè. Dòng đầu tiên các bạn định địa chỉ email của các bạn vào nè. Rồi dòng thứ hai password, dòng thứ ba sẽ nhập password. Rồi các bạn đánh mất quạt cái xe nhập quạt bằng bấm vào reset các bạn, xin up nữa. Rồi lưu. Rồi sau đó hiện tại thì trên balance các bạn nó sẽ thấy được sao đồ luôn các bạn. Thì các bạn bấm vào một. Rồi mình đã nhận được 0.02 BNB nè các bạn. Hiện tại tốc cần này chưa cho rút các bạn. Vào ngày 1 tháng 8 nó cho group các bạn. Thì thông tin trên Telegram của nó các bạn join vào kênh Telegram đó các bạn, chat cho admin đó các bạn. Rồi các bạn bấm vào mục refer nè các bạn. Các bạn copy cái link ghép này mới chia sẻ trong bè và người thân để kiếm thêm token nha các bạn. Này có bao nhiêu đây, Mainnet nè. Bitgao wallet. Ok, chưa cho mình rút các bạn. Ok, trước tiên thì các bạn đăng ký đi, sau này mình sẽ hướng dẫn các bạn rút 0.2 BNB này về với chocolate cho tất cả các bạn sau nha các bạn. Vậy video mình đến đây kết thúc, mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.